Nhanh đi mà, lên bên. Đảo chân rất hay. Thanh Bèo qua người. Wow. Vượt qua thủ môn và đá vào khung thành trống. Một bàn thắng của Thanh Bèo và đường kiến tạo của Nam Neymar. Xin chào anh em. Anh em xem Đinh Thành, xem Kim Messi đã riết có chén không nhỉ? Chuyên Haza nữa. Hôm nay tiếp tục là cái series mà mình sẽ đi xem đá banh. Đi xem đá banh tiếp. Thì hôm nay giới thiệu cho anh em hai nhân vật cũng khá, đá cũng rất là tốt, mà cũng là một người bạn của mình. Ok, đầu tiên là Vũ Duy Khánh, mà mình gọi là Khánh Bèo. Đây, Khánh Bèo, chào mọi người đi Bèo. Chào mọi người. Rồi, năm nay em sinh năm bao nhiêu nhờ Bèo nhỉ? Em sinh năm 96. 96 đúng không? Ok, đá banh bao lâu rồi? Chắc đại học năm nhất. Đại học năm nhất là cái đây 5 năm. Dạ, yeah, đá được cỡ 5 năm nhỉ. Em đá vị trí gì? Pivot hả? Ok. Em với lại bạn của em mà. Dạ. Còn Nam Neymar nữa. Ok, đây một nhân vật khác. Nam Neymar. Em sinh năm mấy vậy? Nam Neymar. Chỉ tập trung vào Nam Neymar và Vũ Duy Khánh Bèo thôi. Ta gọi là Khánh Bèo nha. Ok. Chụp hình xong rồi. Bên kia là đội đối thủ. Trận này thì sẽ không phải là một trận thi đấu mồ hôi giống như mọi khi mình quay cho Đinh Thành hay là Kim Messi, mà trận này là một trận thi đấu đá giải mà trận chung kết nha anh em. Chào ai biết sao rồi ta. Bye bye nữa. Đè người hay quá. Hay quá lắm ơi. Chà. Sao hắn đẹp quá. Bèo. Chị gót. Không có địa chỉ. Bị qua luôn. Wow. Bị thua một trái rồi. Không sao. Nam Neymar. Đảo chân. Giống này mà quá. Xích té. Một cú sút lại ra ngoài. Nam Neymar. Lại ra ngoài. Thanh Bèo. Nam Neymar. Không vào. Không vào. Và lắc ra ngoài của Khánh Bèo. Khánh Bèo đèn người. Nam Neymar. Không vào. Không thành trống. Nam Neymar là đá lên chơi. Rất tiếc, rất tiếc. Anh ngồi đi, em vô đi. Đây chụp cho hưởng đá đi. Anh vô chứ. Qua người rất hay. Không vào. Nam Neymar qua người. Sút. Ngay gôn. Một cú sút nữa. Liên tục 3 cú sút. Và đi bóng rất nhanh của Nam Neymar. Nó trúng vô mặt là chảy máu mũi á. Thanh Bèo giật gót. Vào. Một bàn thắng của Nam Neymar với pha phối hợp của Thanh Bèo. Tỷ số là 1-1. Rất hay, rất hay. Không biết có phải là một pha Rabona không, mình xem không rõ pha đó. Bỏ rồi. Thanh Bèo đè người. Giật gót cho Nam Neymar. Không vào. Liên tục là những pha đè người rất tốt của Thanh Bèo. Đúng rồi, chạy sâu vô, hết vô. Tiếp tục một cú sút nữa. Một cú sút trái phá của số 5 đội của Khánh Bèo và Nam Neymar. Sút rất mạnh. 2-1. Lủng lưới luôn. Khung thành chán quá. Đè người rất tốt.
Ok. Lên 3 đánh 2. Lại một cú sút. Wow, một cú sút rất mạnh của số 5. Quá hay. Tỷ số là 3-1. Khánh Bèo cột dọc. Trời ơi. Pha vẫn không vào. Liên tục là hai pha dứt điểm của Khánh Bèo và Nam Đêm A. Bỏ banh. Nam Đêm A. Bùi Duy Khánh. Nam Đêm A. Đen ơi. Về tới chân Nam Đêm A rồi. Tiếp tục Đen ơi. Bùi Duy Khánh. Khánh Bèo. Wow. Một pha xoay sở rất hay của Vũ Duy Khánh Bèo. Tỷ số là 4-1. Pha phối hợp của hai cá nhân Nam Đêm A và Khánh Bèo. 4-1. Đứng đó làm gì chơi mình vậy? Khánh Bèo. Dịch mình. Nam Đêm A. Vô lê. Wow. Đá phạt bóng vào luôn mới ghê. Thủ môn có vẻ hơi kém. Oh. Wow, vừa giao anh là có bàn thắng ngay. 5-2. Chịu bành hay quá. Nam Đêm A. Lên. Qua người rất ngọt. Chân trái. Không vào. Nam Đêm A. Quà hạn rất hay. Đội bạn buộc phải phạm lỗi. Khánh Bèo dứt banh. Nam Đêm A. Chân trái. Nam Đêm A. Đảo chân liên tục. Quá hay. Chân phải. Wow. Giờ mới nhận ra Nam Đêm A thuộc hai chân đó nha. Wow. Ra ngoài. Hết hiệp 1. Tỷ số là 5-3. Trong video clip này mình chỉ để những cái tình huống của Nam Đêm A và Vũ Duy Khánh Bèo thôi. Còn các tình huống khác không liên quan đến Khánh Bèo hoặc Nam Đêm A mình sẽ không để vào, để cho anh em có thể chỉ tập trung xem đúng vào những cái kỹ năng của Khánh Bèo và Nam Đêm A. Ok, mấy tình huống khác không để vào, mọi người đừng buồn nha. Xem tiếp hiệp 2 nè. Pha chuyền về gôn của bằng lưng của Khánh Bèo. Quá hay. Nam Đêm A. Bức tường. Và phối hợp rất tốt. Quá người. Quá hay. Nam Đêm A. Khánh Bèo làm gì nữa. Nam Đêm A. Chân trái chân. Khánh Bèo chích mũi. Qua người rất nhẹ nhàng. Chân phải. Tiếp tục. Vẫn còn. Gặt ngược về. Lại tì đè. Thể hình tốt quá. Nam Đêm A. Lên bên. Đảo chân rất hay. Khánh Bèo. Qua người. Wow. Vượt qua thủ môn và đá vào khung thành trống. Một bàn thắng của Khánh Bèo. Và đường kiến tạo của Nam Đêm A. Quá hay. Quá hay. Khánh Bèo vẫn còn thi đấu trong sân. Còn Nam Đêm A đang ngồi nghỉ mệt rồi. Khánh Bèo cắt banh rất tốt. Trả về. Qua người luôn. Trả về cho Bèo. Làm gì đây. Wow. Một bàn thắng nữa của Khánh Bèo. Quá hay. Thay người luôn. Tưởng cày ải nguyên trận chứ. Quá hay. Quá tuyệt vời. Đội bạn cũng khá mềm.
Thôi, Nam Neymar với lại Khánh Bèo đã đang nghỉ mệt rồi. Không vào. Hai ông kia ngồi coi rất là vui và hứng chí phải. Đồng đội hai ổng đá chán quá. Hai ổng không thèm gồng nữa rồi. Yeah. Hết giờ. Quá hay. Chiến thắng của Khánh Bèo và chiếc vô địch dành cho anh. Hay quá Bèo ơi. Mọi người thấy Khánh Bèo với lại Nam Neymar đã hay không? Hay thì comment phía dưới cho mình biết với nhá. Và đừng quên like và subscribe channel YouTube của Thi Tài Soccer. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về việc đi xem các siêu phụ đá bóng để cho anh em thưởng thức và làm về hướng dẫn bóng đá, hướng dẫn bóng đá nghệ thuật, bóng đá đường phố. Ok, mình là Phạm Trung Thi, xin chào và hẹn gặp lại.